Thưa quý vị, ngày 3 tháng 10 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh tạm giữ và làm việc hai đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1991, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang; Hồ Văn Gặp sinh năm 1986, ngụ ấp Thị 1, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và được tin báo từ người dân, có hai đối tượng lợi dụng lễ hội yến Diêu Trì Cung tập trung đông người để hoạt động móc túi, cướp giật tài sản. Từ thông tin trên, Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành điều tra nghiệp vụ và phát hiện hai đối tượng trên điều khiển xe mô tô biển số 51U7-1258 nên cử cán bộ truy đuổi theo. Khi đến khu vực xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, cùng phối hợp với Cảnh sát Giao thông huyện Gò Dầu và người dân bắt giữ hai đối tượng trên. Qua khám xét, công an thu giữ 3 điện thoại di động trên 13 triệu đồng, 7 mặt dây chuyền kim loại màu vàng, 3 mặt dây chuyền kim loại màu trắng, 30 sợi dây chuyền kim loại màu vàng bị đứt, 16 sợi dây chuyền kim loại màu trắng bị đứt. Tổng cộng các kim loại màu vàng và trắng trên có trọng lượng khoảng 8 lượng một chỉ. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Thị Kim Ngân và Hồ Văn Gặp. Ngày 1 tháng 10, Ngân điện thoại kêu Gặp chở từ tỉnh An Giang đến lễ hội yến Diêu Trì Cung ở tòa thánh Cao Đài, tỉnh Tây Ninh với mục đích lợi dụng chỗ đông người tập trung sẽ ra tay móc túi lấy trộm tài sản và Ngân sẽ trả cho Gặp tiền công là 500.000 đồng. Gặp đồng ý rồi chở Ngân đến địa điểm như thỏa thuận. Khi đến tòa thánh Tây Ninh, Ngân một mình đi đến những điểm đông người để thực hiện hành vi móc túi lấy trộm tài sản của khách tham quan. Đến 21 giờ cùng ngày, Gặp chở Ngân trở về An Giang, trên đường đi thì bị công an phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, ai là nạn nhân của những vụ móc túi cướp giật trên, xin liên hệ đến phòng trực ban hình sự hoặc liên hệ đến số điện thoại 02763 822 001 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.